đệ tử Tân Đồng họ Vũ, chi tiết Đồng Thành, thiết lập Đàn Nguyên, xuất thủ Trịnh Đồng khai hồ mở phủ. Ở trên có lời xin phép chư vị Phật Tiền Tiên Thánh, sau có lời xin phép quan thầy cũng như các chư vị pháp văn pháp sư các thiền đồng bằng qua mấy sai cho họ. Xin đà Phật đồng con có lễ hồng thánh nhận A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chúc mừng. Tịch mở thung dung nghi tiết thầy lành nghề, tịch mở thung dung thỉnh tam tòa tiên thánh hội công đồng mong chứng giang nghe đàn duyên để nhất thiên tiên thung thỉnh mời để nhất thiên tiên lộ hương xạ nghiệp pháp quy mong muốn chư Phật tại hồi phân dấu ân kỳ sư kết tường vân thành nhị phương ngân chư Phật hiện toàn thân nam mô cúng rằng Bồ Tát Ma Tát nam mô cúng rằng Bồ Tát Ma Tát thánh giả đệ nhị trên ngàn thiên dân văn văn mẫu đệ nhị trên ngàn tích xưa sinh thánh cử đền song song sơn nhạc sắc hương mình dùng dễ để chân ngang phân khởi sự thiên thượng để từ kiến thành hiện tại kim lô phóng khoảng khắc nhân nguồn tự nguyên mãn thập phương thích tha du viễn ngạn tiêu tan chư tham mô hương cũng là bồ tát ma tát nam mô hương cũng là bồ tát ma tát nam mô hương cũng là
nghiêm các quan lớn về xuyên phát các quan đi tả cơ hữu đội lương ban đáo đàn lệnh xuyên phát võ đối hàng thiên linh vạn mã hàng ngà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cư thần
lạnh lạnh sai hà băng nghe thủy thân tự nhiên nhiên đi dâng nước nước xoay vần vần hay mương xa tiếng đồn quan gian
pháp.
vang khê lên ngàn xuống biển lạnh lạnh giang từ quý địa danh làm đền thờ quan tan an tiếng ngày vàng long môn đi hồ bạc nghe thạch thành bàn quy thank you.
lên ngàn quán xuống bề. Lạnh giang từ, lạnh giang từ, bắt sướng ca đàn hát tập tành. Thơ ngâm phú dọc đàn xanh quán chơi tôi. Tiệc rồi người về chơi thủy phù, đóng cân này ý mũ vào tông, bắt dòng ba sư đồng đồng tử theo hầu vào tông vương phụ già trầu đức mẫu mẫu. Phương biên hoài phố Nghệ An Thượng Hà Đại Giang, chiếc thuyền rồng nghỉ treo quế buông nán, khi chơi sông tu lịch lúc lại sang tan thơ. Quản thông thông ơi, chỉ
Thank you.
ưng thank you.
Thiên đội văn tư lệnh truyền thiên đội văn tư quan quân bây giờ người quan giá anh linh trước là bảo gia đình sau là tôi cho phép chủ tịch phép này giao uy trần thế biết tay Thank you.
họ vũ ghế ông nhớ ơn người tráng sĩ lập nên công. Ngàn năm còn ghi nhớ tôn quan tuần người tài cao. Trên bát ngát ni long long châu phục nghề dưới tam đồng quần khúc châu lên đôi lần dần phương múa đôi bên quan tuần loan ra ngự lên sập công đồng. Sự tài đông ra họ vũ ai ai cũng thịnh hình cường nguyện thứ hai cho muôn ba trăm đường tiên tài lưu loát bạc vàng được để đăng quý trừ đinh tấu có lớn tuần ngày và phép muôn linh quyền ngài cai quản chư dinh nhà trời thiên hách uy quang ra tay tê tụ trần gian đường nhờ lúc bấy giờ ngài sao y hùng hồ đường uy trời kín đổ muôn dân đùng 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 nổi chân đằng vân vân thương đồng mang dấu giúp dân quan chủ ta bốn phương hòa đổi ơn quan cả mặc mặc ai là thì xa từ đi phút thôi quan lại biệt đi cưỡi tướng bạch hồ lên sầu thượng thiên thanh gia hồi cung vui vẻ đêm dòng sớm khuya sự đêm nhất vui vẻ trong đền dòng nghỉ ngày chơi phủ tiếng lâu lâu làm sao tàn chiếc thoi bám nguyệt quan đi trèo vào gặp
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng trời
rừng nghỉ quê rừng đào. Ngày đường mây gió mang sáng sáng nghe sao lưng lưng lờ non non buồn vai quẩy lặng lặng hoa nghỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng còn xa đường không phải nước mây. Ngày hôm nay lát giá về đây à. Tính
kiêng vàng xiên bạc châu lục nhẫn nhớ người ngàn nét đoan sang ai nào dám đỏ chầu anh linh đã có tiếng vang thung dung cất khách qua đàn chân đi hai
sắm hoa luôn nở phát tiếng mường, tiếng ngơ thổ tiếng kinh kinh đờn thông dạo phúc thanh thanh bình. Đường quanh ta có suối chảy ngàn đeo, nước chảy sông veo nghe to tiếng.
châu bé bước ra đi hái hoa đi hái xa rừng ấm u quen người quen xuống hỏi cái rừng người cái rừng ơi giờ thì xa nơi đây châu về đây đưa trần gian ơi sâu ngưng đồng lòng chớ núi ban ra nước tâm mù đạo đề ra an lành nghi bàn cho đồng tiền tốt lộ dây ơi à bàn cho tiền tốt lộ dây bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều bàn cho thanh đồng nhất nhất xa kia ban cho thanh đồng dài nhất nhất xa kia bàn do dài đứng giang tiêu đồng lộc do nhiều năm nói năm xưa thanh đồng còn ngang khói hùng thờ ba mươi mùng một ngày mười tư hôn rằm ba mươi mùng một ngày hôn rằm mười tư đâu nguồn thiên nhiên khéo tạc nghề
bên luôn chơi vơi. Cảnh thác bờ là nơi thăng thăng tích lập ngôi đền thờ, thanh thanh nghe linh linh biệt biến bao sông Đà nước xây gì sao. Vắng vẻ xóm làng lớn
sâu lắc mõ tiếng gà tục tác vượt trên non tha thiết những canh thâu chìm công múa quạt bên lâu lâu dòng dạ cạnh em.